Xin chào tất cả các bạn, mình là Huy, hiện tại đang là sinh viên năm 3 trường Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Và cảm ơn các bạn đã click xem video của mình trong số hàng triệu các cái video khác trên YouTube. Thì như các bạn đã biết rằng là chúng ta đang học về môn học cơ sở dữ liệu. Video này dành cho môn học cơ sở dữ liệu. Thì các bạn thấy rằng cơ sở chính là gì? Là một cái bộ tài nguyên rất là lớn, đúng không? Một cái bộ sưu tập rất là lớn các dữ liệu. Dữ liệu ở đây là gì? Dữ liệu là tiếng nói, là văn bản, là hình ảnh, âm thanh, rồi thì video, đúng không? Nhưng có một cái đặc điểm chính là nó đã được mã hóa thành các cái chuỗi bit và nó được lưu ở trong file. Đặc điểm quan trọng nữa để phân biệt dữ liệu trong cơ sở dữ liệu chính là nó có những cái gắn kết logic với nhau và chúng ta xây dựng ra các cái bảng. Đấy. Và rõ ràng là để có thể xây dựng một cái hệ cơ sở dữ liệu, một cái hệ quản trị cơ sở dữ liệu, chúng ta cần phải có một cái công cụ, đúng không? Làm tay làm sao mà được. Đấy. Hoặc là làm chay làm sao mà được. Mà cần có một công cụ để thiết kế nó, để có thể phát triển, để có thể quản trị, đúng không? Bảo trì cơ sở dữ liệu và một cái môi trường phát triển tích hợp và duy nhất cho cái hệ thống cơ sở dữ liệu MySQL của chúng ta. Có nhiều lắm, rất nhiều công cụ nhá. Nhưng mà hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cái công cụ chính là MySQL Workbench. Đấy, cái cách dùng nó cũng khá là dễ. Đấy, có một cái đặc điểm đó là khi mà các bạn mới tải về thì gần như là các bạn không biết hay sử dụng mấy, bởi vì nó mới quá mà, ngôn ngữ cũng mới, rồi thì cái giao diện nó cũng khác, nên là các bạn cảm thấy nó hơi nhản trí, đúng không? Hơi nản một chút. Nên là mình sẽ phải quay cái video này tầm khoảng vài phút thôi, hướng dẫn các bạn tạo lập và cách viết code như thế nào nhé. Chúng ta bắt đầu luôn thôi. Rồi, ok, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn từ đầu nhé. Đầu tiên các bạn sẽ ấn vào cái biểu tượng MySQL Workbench 8.0 CE. Các bạn cần phải cài đặt trước, được chưa? Không cài đặt trước thì mình sẽ không thể hướng dẫn các bạn được. Bây giờ chúng ta cần phải tạo ra một cái hệ cơ sở dữ liệu mới. New. Đấy, MySQL Connection. Các bạn ấn vào cái dấu cộng này này. Đấy, bây giờ chúng ta có thể đặt tên. Ví dụ như là đặt tên như là Demo 10 năm chẳng hạn, ví dụ thế. Sau đó ấn vào OK. Xong. Vậy là nó sẽ tạo ra các cái hệ cơ sở dữ liệu ở bên dưới này. Đấy, Demo 5 này của chúng ta chính là một cái hệ cơ sở dữ liệu, đúng không? Bây giờ mình sẽ truy cập vào nó thôi. Thì một số bạn là nếu như mà các bạn yêu cầu, người ta yêu cầu đăng nhập mật khẩu thì chúng ta nhập mật khẩu thôi, không có gì cả. Đấy, bây giờ thì một hệ cơ sở dữ liệu có thể có một hoặc có nhiều database, chúng ta phải tạo ra một database mới, đúng không? Database là gì? Database là nó sẽ chắc chắn là bao gồm nhiều các cái bảng, hỗn hợp các cái bảng nó chồng chéo lên nhau, tức là nó chính là schema đấy. Chỉ vậy các bạn sẽ ấn vào cái biểu tượng này, create a new schema in the connected server, chính là tạo ra database. Chúng ta sẽ đặt một cái tên đi, đặt một cái tên ví dụ là customer. Đấy, chúng ta tạo một cái bảng, sau đó ấn vào apply đây này. Đó, các bạn để chưa, ấn vào apply. Đấy, đó là lý do vì sao mình vừa phải chỉnh cam, bởi vì là nó bị vướng mất cái chữ apply nên là mình không làm gì được. Sau đó bạn cứ apply rồi finish bình thường thôi. Đấy, vậy là chúng ta đã tạo xong. Đây, tạo xong là nó sẽ xuất hiện là cái database ở đây, được chưa? Đấy, database có nhiều table cho phép chúng ta xem view này, cho có những cái hàm function hay gì đấy. Bây giờ chúng ta tạo bảng nhé, thệ và table này. Cứ muốn tạo cái gì, một là ấn đúp, hai là chuột phải. Đấy, vậy chuột phải có create table thì cứ làm như bình thường thôi. Chúng ta cứ tạo đi, tạo bảng customer. Làm sao đâu. Đấy, tạo xong bảng này thì bảng có những cái trường, column đầu tiên ví dụ ID chẳng hạn. Nhấn đúp, được chưa? ID. Đấy, mặc định này, để là primary key, tức là cái khóa vàng vàng. Khóa vàng vàng tức là gì nhỉ? Chìa khóa đấy, nó chỉ có một thôi. Đấy. Tiếp theo thì có name. Chỉ có một, nó phân biệt rất là khác nhau. Hoặc ví dụ như là có address. Đấy, ví dụ tôi thấy mình ví dụ như thế, được chưa? Thì nó not null là cho phép chúng ta bắt buộc phải nhập vào. Đấy, thế thì chúng ta sẽ apply là tạo xong này. Đây này, đây chính là create a table, chính là cái thông số của cái table của chúng ta đấy. Đấy, mình có thể không copy cũng được, được chưa? Bây giờ thì thế thôi, các bạn thấy rằng là ở đây nó đã có một cái bảng customer rồi nè. Đấy, sau đó các bạn ấn vào chuột phải, ấn vào select row limit 100 là nó sẽ cho phép chúng ta viết code ở đây này và hiển thị kết quả ở đây. Vậy thì
Vậy thì bây giờ chúng ta muốn thay đổi bảng, đúng không? À, muốn tạo ra một cái bảng thì chắc chắn là các bạn ấn vào cái bảng này, Customer, được không? Các bạn muốn làm gì? Muốn sửa cái bảng này, tức là muốn edit vào nó. Vậy các bạn tìm chữ edit trên cái cụm này thôi. À đây, edit, được chưa? Ấn đút vào là xong rồi. Đấy, nó sẽ cho phép chúng ta tạo ấy này, tạo ra các cái bảng này. Ví dụ ID là 1, ID là 2, ID là 3, ví dụ như vậy. Mình có tên ví dụ là Huy này, có tên ví dụ là An này, tên ví dụ như là Hoa hay là Hòa gì đó, đúng không? Address thì có thể ví dụ như là Bắc Ninh, address ở đây có thể Hà Nội, address ở đây cũng có thể là Bắc Giang, vân vân. Đấy, Bắc Giang. Sau đó thì Ctrl S lại, save cũng được. Hoặc là nếu như mà không thì các bạn sẽ cứ xóa nó đi, xong rồi save change. Đấy, xếp trên như bình thường. Đây chính là cái cách insert này. Đấy, đúng không? Chính là cái hàm, được chưa? Cái dòng lệnh, các bạn có thể thay vì các bạn tạo chính bảng thì các bạn viết câu lệnh insert. Bây giờ chúng ta customer nhá. Tiếp tục chuột phải này, select row remit để chạy thử dòng code này. Thì ở đây sẽ có là select from customer, customer tức là cho phép chúng ta hiển thị ra cái bảng. Đấy, đúng không? Chuẩn chưa? Đấy, hiển thị ra toàn bộ cái bảng. Bây giờ các bạn có thể làm cách khác, ví dụ như là select ID chẳng hạn, select ID from cái này. Bạn muốn chạy thì các bạn ấn vào tia set nhé, tia set cho các bạn chạy đấy. Đấy, select ID nghĩa là chọn ID từ cái bảng customer, thì có phải là nó như thế này không? Nó chỉ lấy bảng ID không? Đó, chuẩn chưa? Bây giờ từ đây thì các bạn có thể là thực hiện rất nhiều các cái lệnh khác. Đấy, được chưa nhỉ? Comment là như thế này nhá. Đấy, cái cách chạy là như thế này. Vậy thôi, trong video hôm nay thì mình cũng chỉ hướng dẫn ngắn ngủi như thế thôi. Mình sẽ làm những cái khó hơn ở đằng sau, nhưng mà các bạn phải biết cách chạy cơ bản đã. Viết dòng lệnh có nghĩa là tạo ra một cái bảng, sau đó viết lệnh vào đây. Thích viết lệnh gì thì viết. Đấy, tương lai thì cũng xảy ra rất là nhiều các trường hợp, bởi vì đôi khi database chúng ta không thể nhập chay được như thế, đúng không? Và database thì chúng ta cần phải có thể chuyển convert từ một cái file CSV, hay là các bạn có thể convert từ một cái file TXT hoặc là Excel về. Thì đến lúc đấy thì mình sẽ hướng dẫn các bạn sau nhé. Video đến đây là kết thúc, và cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Hẹn lại các bạn tại video tiếp theo.